Thời thơ ấu của tôi, khi các bạn cùng trang lứa dành thời gian cho việc chạy nhảy và vui chơi, thì tôi lại thích đắm mình trong thế giới kỳ diệu của sách, cụ thể là những cuốn truyện tranh đến các câu chuyện cổ tích và thần thoại đã dẫn lối tôi đến bến bờ của cái đẹp và cái thiện. Trưởng thành hơn, tôi dần tiếp xúc với những cuốn sách mang lượng kiến thức của nhiều ngành khoa học và cả những cách nhìn về cuộc sống muôn màu muôn vẻ như vốn có của nó. Mỗi cuốn sách đến với tôi trong hành trình đọc đều mang những ý nghĩa nhất định. Bởi vì, có những lúc tôi chẳng hiểu rõ mình, lạc đường trong khoảng trống tâm hồn, cảm giác cô đơn lại lõng bủa vây. Tôi lúng túng mất phương hướng và cho đến khi tôi may mắn được đón nhận cuốn sách Hoàng tử bé của nhà văn Atanasan Asfari. Tôi dường như thức tỉnh nhận ra điều đơn giản nhưng rất quan trọng trong cuộc sống này là ta nên mở rộng tâm hồn mình, cảm nhận cuộc sống không chỉ bằng ánh nhìn mà bằng cả trái tim yêu thương. Cuốn sách như người dẫn lối với nhiều khuôn cửa sáng soi rọi tâm hồn tôi, thực sự khiến tôi rung động bởi những bài học vừa giản dị gần gũi, vừa thấm đẫm nỗi nhân sinh. Hoàng tử bé là đứa con tinh thần của nhà văn Atanasan Asfari, người không chỉ là nhà văn mà còn là một phi công chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh nước Pháp chống phát xít. Thời gian ra đời của cuốn sách gắn với thời kỳ đẫm máu và đau thương nhất của nước Pháp, dưới ách xâm lược của bọn phát xít vào năm 1943. Nỗi đau ấy đã được thể hiện thoáng qua trong lời đề tặng mà tác giả gửi đến bạn mình. Tặng Leon Quay, khi anh còn là cậu bé. Sa Esuferi đã sáng tác một tác phẩm mà cho tới tận bây giờ, dẫu đã ra mắt 78 năm, nhưng lớp thông điệp mà nhà văn đặt ra vẫn ít ai có thể thấu cảm được hết ý nghĩa và bài học ẩn sâu trong nó. Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chàng phi công trẻ với một cậu chàng, không phải người lớn, cũng không phải trẻ con, tại sa mạc rộng lớn, nơi mà chiếc máy bay của anh đã gặp nạn và rơi xuống. Cậu có mái tóc vàng ống, dáng người nhỏ nhắn, tiếng cười như những chiếc chuông gió và không bao giờ bỏ dở câu hỏi của mình. Nhân vật tôi đã ưu ái gọi cậu chàng dưới cái tên Hoàng tử bé. Cuộc trò chuyện và những câu hỏi không rõ đầu đuôi của họ đã hé lộ Hoàng tử bé đến từ hành tinh V612, nơi mà diện tích chỉ còn vẹn cỡ một căn nhà với ba quả núi lửa tí hon, hai cái hoạt động và một cái đã tắt. Cậu chăm sóc rất cẩn thận cho tiểu hành tinh của mình, mỗi ngày đều dọn dẹp hai quả núi lửa đang hoạt động, quét dọn hành tinh và nhổ hết những cái bao bát định bám rễ mọc lên tại đây. Mọi thứ cứ bình dị như thế cho đến khi chàng hoàng tử ấy đem lòng yêu đóa hoa hồng của mình. Nàng là một đóa hồng kiêu hãnh, luôn xuất hiện với vẻ ngoài lung linh và xinh đẹp. Nàng tự nhận rằng mình là duy nhất trong chóng loài mình. Hoàng tử bé yêu mến đóa hồng ấy là bao. Cậu trò chuyện cùng nàng mỗi ngày, chăm sóc và dỗ dành mỗi khi nàng ho hay giận dỗi. Cuộc sống của cậu thực sự đã có ý nghĩa từ khi đóa hồng xuất hiện. Tình yêu trong sáng của chàng hoàng tử như chiếu rọi thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của ta trong cảm xúc của tình yêu đầu. Một chút văn quân xao xuyến, chút yếu mềm và yêu thương mà ta dành cho nhau khi giận dỗi. Nhưng đây đâu phải một câu chuyện cổ tích. Sau bao yêu diều, chàng hoàng tử cũng phát bực về sự kiêu ngạo ấy của cô nàng. Chàng quyết định nhân chuyến di trú của đàn chim để rời khỏi hành tinh của mình và bỏ lại đóa hoa hồng ấy để đi thực hiện ước mơ. Hoàng tử bé lần lượt ghé đến các tiểu hành tinh khác khắp vũ trụ, được đánh số từ 325 đến 330. Ở mỗi hành tinh, cậu lại gặp được những người khác nhau với những công việc, tính cách và tham vọng khác nhau. Mỗi một nhân vật đều hiện lên trước mắt người đọc một kiểu người trong xã hội. Những người đang theo đuổi những điều phù phiếm để rồi đánh mất đi giá trị thật sự của cuộc sống tươi đẹp. Cuộc chu du của hoàng tử bé và được tác giả San Esuferi khéo léo lồng ghép vào những hiện thực về cuộc sống, những ý nghĩa nực cười cùng với sự vô vị, vi lý trên trái đất bằng đá hoa cương. Hoàng tử bé thoạt như là cuốn sách dành cho thiếu nhi, với lời văn ngọt ngào, trong sáng, giàu chất thơ, cùng những hình ảnh minh họa sinh động do chính tác giả vẽ nên. Tuy nhiên, ẩn sâu trong sự trong trẻo đó lại là lời cảnh tỉnh về hiểm họa lớn lao của hành tinh trước những kẻ cuồng tín, sự khinh bỏ giá trị nhân đạo và xem nhẹ khát vọng, ước mơ của con người. Hòa vào thế giới của câu chuyện hoàng tử bé, ta như lạc vào vũ trụ bao la. Cái vũ trụ đó bay bổng và hồn nhiên, và cậu bé ấy như một chú chiên con, một hài đồng ngạc nhiên tìm hiểu các sự kiện trên thế giới này. Dẫu thực tại thế giới không tươi đẹp như tôi vẫn tưởng, nhưng hoàng tử bé chẳng vì vậy mà yểm thế hay bi lụy. Trái lại, cậu ấy luôn hân hoan, vui cười, tiếng cười trong trẻo vô tư hồn nhiên của một tâm hồn trong sáng thánh thiện. Ấn tượng sâu đậm đối với tôi là những chi tiết đặc sắc làm nên vùng sáng của tác phẩm. Nhà văn lồng ghép các tình tiết của câu chuyện rất tự nhiên, không lớn tiếng rao giải một quan niệm, một bài học đạo đức nào,
nhưng nó lại rất nhẹ nhàng, như những giọt mưa xuân thấm trong ta lờ nhắc về một thế giới khô cằn, đơn điệu, xa lạ và phi lý mà người lớn vô tình gây ra cùng những đau mà nhân loại đã và đang phải đối diện. Từ đó, thức tỉnh ta có một cách nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Chất nhân văn của cuốn sách lan tỏa từ những điều bình dị như thế. Bên cạnh đó, Hoàng tử bé còn là bài học về sự hy sinh vì người khác và trách nhiệm của mình trong các mối quan hệ. Hãy nhìn thế giới bằng trái tim. Qua đôi mắt của mình, chàng hoàng tử cảm thấy mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, và bằng cả trái tim cháy bỏng của mình, cậu nhận ra người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, đôi mắt thường mù loà trước những điều cốt tử. Điều thật sự khiến tôi ngẫm nghĩ rất nhiều, đó là một thông điệp dẫu không được nêu rõ ràng trong tác phẩm, nhưng lại được thể hiện thoáng qua lời gửi tặng của tác giả dành cho người bạn của mình. Bất kỳ người lớn nào cũng từng là trẻ con. Hầu hết người lớn đều cho rằng những suy nghĩ của trẻ con rất viển vông, phi thực tế, và trẻ con thì biết buồn gì chứ. Cứ như thế, người lớn hy vọng trẻ con sẽ mau quên, dễ từ bỏ mọi chuyện và ít bị tổn thương. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, trẻ con nghĩ gì về người lớn chưa? Với những đứa trẻ, người lớn là người như thế nào nhỉ? Sau khi đọc xong thiên truyện Hoàng tử bé, tôi nghĩ rằng trưởng thành thật ra đôi lúc lại biết thấu hiểu cho mọi người, cho từng khoảnh khắc, từng tình huống. Biết trân trọng, tôn trọng trách nhiệm của người khác, cũng như của bản thân trong công việc và trong mọi mối quan hệ xã hội. Bởi vì khi mãi theo đuổi, bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, tiền tài, danh vọng, ta sẽ khó có cơ hội nhìn nhận lại và thực sự hiểu hết chính mình. Đó là thông điệp mà nhà văn muốn đánh thức mỗi chúng ta sau khi đón nhận cuốn tiểu thuyết này. Ngòi bút tinh tế của nhà văn Saint-Exupéry đã xây dựng những tình huống chi tiết rất công phu và được ngụy trang rất khéo léo. Bên cạnh đó, với lượng ngôn từ trong sáng dành cho thiếu nhi cùng cách kể chuyện tự nhiên, đã tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng như một khúc ca trong trẻo cất lên giữa một cánh đồng hoa mùa xuân, đánh thức nhiều cảm xúc và nhiều dư vị khác nhau trong trái tim mỗi người. Hoàng tử bé xứng đáng là một thiên truyện đi cùng thời gian. Tuổi trẻ đọc nó để nuôi mộng bình sinh, tuổi già đọc nó để ngấm nỗi nhân sinh. Hy vọng rằng những rung cảm mà hoàng tử bé mang lại có thể sống mãi trong lòng độc giả, như chính cảm xúc mà nó đang sống trong tôi vậy. Để một mai khi ngước nhìn bầu trời rộng lớn, ta có thể cảm nhận được sự tươi đẹp và ấm áp, có thể nhìn thấy được một hoàng tử bé với mái tóc vàng óng và nụ cười rạng rỡ hân hoan trong ký ức mỗi người và thế giới của lòng nhân ái.